Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Game Master. Hôm nay thì Gagina đã update phiên bản mới ngày 7 tháng 2. Thì đã cập nhật được mua khai rồi. Tư chất 15 nha. Dự kiến chắc khoảng giữa tháng này thì sẽ đua mua khai thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ sơ lược về mua khai ha. Kích duyên thì cần có Zero. Dễ. Đầu tiên là chiêu là tấn công địch giảm 50% thủ, 35% choáng mục tiêu và gây thêm 40% tỷ lệ sát thương mục tiêu đã từng bị hóa đá. Sau khi chuyển sinh thì lại quá dữ, gây thêm sát thương. Kinh động, đây là tuyệt kỹ ha. Là tấn công toàn bộ địch có 30% tỷ lệ hóa đá hai mục tiêu, bị hóa đá sẽ không thể đỡ đòn, hoặc là đỡ đòn kỹ năng sẽ đóng băng nộ luôn, giảm 15% tỷ lệ sát thương, quá dữ bạn ơi. Cái địch càng nhiều thì tỷ lệ hóa đá càng cao hả, quá ghê gớm. Cái cường quá công thì phải nói là như Omega thôi. Đây là cái tại nè, ma tượng chuyển sinh sau khi mà tự trận sẽ biến thành ma tượng và hồi lượng HP nhất định. Sau một lượt chuyển sinh và kế thừa 100% HP và 200 ngộ, quá dữ. Hukai có 20% tỷ lệ khống chế, quá dữ. 40% tỷ lệ hút máu sau khi anh tiêu mà sau khi hồi sinh mà nó có nộ nên tiêu phát chặt đầy cái máu rồi các bạn ơi, không bàn cãi gì nữa. Hồng hổ đỏ luôn, hổ nhâm thạch luôn. Rồi rước em Buka này về thôi. Các bạn đã chuẩn bị KC chưa? Mình vừa rồi thì nói tốn cho seri rồi lên lực môn rồi, mình sẽ cập nhật thông tin tiếp theo sắp tới ha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.